lát nữa con cho test nhanh lại nha. Con chó đi lên lầu hả? Không, một lát nữa con cho test lại cái hẻm của mình á, nếu mà hết bệnh là con gỡ phong tỏa. Ờ, nhưng mà bây giờ để bác sĩ khám cho chú trước đi, rồi lát con cho test nhanh lại nha. SpO2 của mình là 98. Nhịp tim của mình là 122 nha. Dạ. Rồi. Cái này là cái loại rửa tay. Dạ. Rồi không có là mình chỉ cần bóc tên ra và rửa tay hàng ngày. Là sau khi mà ví dụ mà mình tiếp xúc với cái gì đó lau bàn rồi kia rồi hoặc là mình mở cửa này kia rồi mình nên rửa tay bằng nước rửa này cho. Các bác sĩ tới nhà khám bệnh cho mình nè cô. Các bác sĩ tới khám bệnh phát thuốc cho mình nè. Bữa nhà mình có người về phòng bị bệnh đúng không chị? Dạ. Test còn dương đúng không? Dạ. Rồi giờ để bác sĩ thăm khám tại nhà hướng dẫn mình uống thuốc nha. Bạn đó ở trên phòng phòng đó. Anh thường xuyên uống nước nha. Rồi có anh uống nước ấm với nước ấm anh xông xả với gừng như kia đầy đủ. Dạ tốt. Cố gắng ở nhà. Ở nhà mình tập thể dục sáng sớm. Có ăn uống rồi lau nhà lau cửa rồi dọn dẹp xuống. Rồi mình ăn uống đầy đủ các chất vô. Dạ một ngày thì mình có thể pha xê uống. Mình có triệu chứng thì mới uống, còn không có thì không uống. Khi nào mà bé nào có triệu chứng nào thì uống cái đó, chứ không bắt buộc là phải uống hết. Đặc biệt hai cái thuốc này không cần phải uống. Hai uống cái này nè. Hai thuốc cái này là khi nào có người lớn tuổi mà có khó thở thì mới uống nha. Còn những bé này thì chủ yếu giúp em là ho, sốt, vitamin thì thôi.